Hello Shop Đồ Si, xin mến chào tất cả các bác nhé. Tối hôm nay là ngày mùng hôm nay là ngày mùng 6 tháng 9. Em lại tiếp tục lên một video về giải thể thao. Vừa rồi thì em mới về một kiện, như em cũng giới thiệu các bác là trên video rồi, thì cũng đón được sự ủng hộ của bác rất nhiều. Em lên thì hầu như em bán hết, không còn đôi nào. Thì tối nay em tiếp theo em lên một lô tiếp, một video tiếp các bác nhé. Đôi đầu tiên trong video ngày hôm nay em muốn giới thiệu các bác đó là một đôi Tiger. Dòng này là dòng phiên bản đặc biệt các bác nhé. Phiên bản này thì bao trên thị trường luôn các bác nhé. Phiên bản này nó không có ở trong thị trường Việt Nam, nó chỉ có bên nước ngoài thôi. Đó, nó rất đặc biệt nhé và độc lạ luôn. Đấy, lưới này các bác này, lưới nhé, dòng lưới các bác nhé. Đấy, như em nói cam đoan trên thị trường là ở thị trường Việt Nam không có đôi thứ hai. Tại vì dòng này là có những người thì người ta xách tay về có đấy, nhưng mà hiếm lắm ạ. Đôi này là đôi màu vàng đó. Đôi này thì ở thị trường Việt Nam là không có các bác nhé, chỉ khi người ta xách tay về thôi. Còn hàng này hàng chỉ bên nước ngoài mới có đấy ạ. Đôi này là một đôi size 42 các bác nhé, một đôi size 42. Dòng Tiger này thì các bác biết rồi, nó đang làm mưa làm gió trên thị trường giày dép ở Việt Nam hiện nay. Đôi này thì cái điểm yếu của nó là nó hơi bị các bác thấy hơi bị mòn, hơi bị đây, nó hơi bị mòn một xíu ở sau gót này các bác nhé. Còn lại đế của nó này, và dòng này là dòng bao các bác là chuẩn hãng 100% các bác nhé, không phải hàng nhái đâu. Tại vì dòng này là nó cái tem của nó thì nó bị mờ đấy các bác nhé. Ở trong đây này, tem của nó tích trong đây, em không có tiện cho các bác coi được. Đó, một đôi hàng độc đáo các bác nhé, độc lạ và ở trên thị trường Việt Nam là không có, đó, nó chỉ có trên thị trường nước ngoài thôi. Nó giống như là phiên bản đặc biệt đấy ạ. Đôi này em bán cho các bác nào thích hợp đấy mang chân, tại vì nó hàng si thì nó không còn được ok, không còn được bóc hộp. Đó, các bác nào mua đôi này em bán cho các bác là 780 các bác nhé, 780. Nhìn nó rất đơn giản thôi, chẳng vì là mẫu mã nó độc lạ thôi các bác nhé, mẫu mã độc lạ lưới thôi chứ nó không có cái gì cả. Rồi, đôi này là size 42 các bác nhé, nó không có mã. Các bác nào mà ương đôi này thì có thể chụp lại màn hình giúp em nhé, chụp lại màn hình giúp em. Con này là 780 bao ship được các bác nhé. Đấy, hàng nói chung là hàng si thì các bác biết đây, cái chất liệu của nó đây không phải là da ấy đâu nhé các bác nhé. Nó không phải là da lộn như mấy con bình thường, nó là giống như là một vải. Đây này, cái vải này nó giống như vải nhung ấy các bác nhé. Đó, các bác thấy không? Ở bên này là lưới, ở bên trong là cái giống như cái logo của nó, người ta ghi trong đây này. Đó, con này thì em thấy không? Nó độc lạ thôi chứ thực ra cái chất của nó thì chắc không bền bằng mấy con da lộn đâu. Đây, phần sau đấy các bác nhé. Đó. Nói chung đó là các bác nào thích hàng độc lạ thôi. Còn mà để mà nói về bền thì chắc em nghĩ là không bền bằng loại da đâu. Đó, nó bằng lưới mà. Đó. Đây này. Đó. Các bác nào chốt thì chốt nhé các bác nhé. Chỉ có 785k thôi. Cái giá này gọi là cái giá em người ta kiểu như là em đi lấy hàng về người ta tặng thôi. Các bạn là đôi này tặng cho anh làm kỷ niệm anh đi. Đôi này là không có trên thị trường Việt Nam. Đó, hàng rất độc lạ luôn, nhưng mà em lại không thích cái dòng này. Đó, tại vì em có một đôi vàng rồi. Đó, đôi vàng của em đây này. Đấy. Em có một đôi vàng này nên em mới order này, order về đôi mới 100%. Nên em không thích cái dòng này. Đó. Các bác nào đi thì em để lại thôi nhé, cái giá gọi chung là giá để siêu tầm thôi, hàng độc lạ thôi, không đụng hàng thì giá nó hơi cao, chứ để nói về chất lượng thì em nghĩ nó không có bằng mấy cái đôi giày da kia đâu các bác nhé. Rồi, đôi này không có mã nhé các bác nhé, size 42. Đấy, các bác nào ưng thì thích hàng độc lạ thì chốt đi thôi. Đôi tiếp theo đó là một đôi giày thể thao Nike. Con này là đế kép các bác nhé, nó là kiểu dòng hai đế đó. Các bác thấy không? Đấy, nó siêu nhẹ các bác nhé, con này dòng siêu nhẹ luôn. Đế của nó thì hầu như các bác còn ok, chưa gọi gì là mòn lắm các bác nhé. Đấy, dòng Nike 1972. Ở đây thì nó họ phối với cái vải lưới giống như cái dây cước á. Các bác thấy không? Đó. Còn bên này thì da lộn, phối ma da lộn này. Đó, làm cho đôi giày rất đổi vật luôn. Đôi giày này như em nói thì nếu mà cái giá thị trường của nó thì nếu mà mua mới thì nó cũng rất mắc. Nó mắc lắm. Nhưng mà chơi hàng si thì khoảng dao động mấy trăm ngàn thôi. Đó, nó còn rất ok. Và các bác lưu ý nhé, các bác chơi hàng si thì các bác cũng hiểu một chút về hàng si. Tại vì nhiều lúc nếu mà các bác mà chơi hàng si mà đòi hàng si nó còn mới như hầu như là
một giống như là 90-80% thì thật sự là đâu nó rất khó luôn này. Tem cốt cho các bác luôn. Đấy, các bác lưu ý nhé, hàng si thì đôi lúc nó bị lỗi một xíu, chẳng hạn như xung quanh đây nó bị hở keo chẳng hạn, chỗ này hở keo một xíu thì người ta đã khắc phục, người ta dán lại rồi, nên các bác yên tâm đi thì nó không có bị bung keo, hoặc là nếu mà cắt đi phá quá thì nó bị bung thôi. Còn nói về hàng si thì nó muôn màu muôn vẻ lắm các bác nhé. Thì các bác nào mà đỡ chơi thì đôi chút hôm nay em cũng chia sẻ một xíu về hàng si. Theo em thì hàng si thì các bác là kỹ tính quá thì các bác không nên chơi, em nói thật luôn. Tại vì hàng si nhiều lúc trên tay em đây nó là một đôi rất hoàn chỉnh, không lỗi lầm gì, nhưng mà giao tới tay các bác trong lúc vận chuyển hoặc là nóng, nó để trong chế độ nóng nó bị bung keo hay nó bị rách chỉ hay bị dập nát gì đó, thì em khuyên các bác là mua hàng các bác phải kiểm tra hàng, bên em cho các bác kiểm tra hàng trước khi nhận hàng các bác nhé, trước khi nhận hàng đó. Thì cái độ rủi ro của nó thì cũng rất cao luôn. Đấy, có thể là các bác mua đôi này về các bác đi được tuần 2 tuần nó bị bung keo chật đế, thì trường hợp đấy nó xảy ra rất bình thường đó, chứ không phải là em nói là nói cho tốt đẹp hàng si là đi bền đâu nhé, tùy dòng thôi, nói chung là hên xui của bền tại người các bác nhé, của bền tại người đó. Con này là mã C89 các bác nhé, size 40, em bán con này 485k. Vì các bác đi mua một đôi này thì đôi mới nó rất mắc, có khi cả đôi cả chục triệu, 7-8 triệu, 5-6 triệu cũng có. Đấy, các bác mua hàng si thì giá chỉ 1/10 thôi, nó chưa tới luôn đấy. Thì các bác cũng phải đánh đổi với cái sự rủi ro của nó, giống như mình chơi đỏ đen vậy đấy, nói chung hên xui đấy, gặp được đôi nào còn mới còn đẹp đấy, như đôi này thì ok. Thì có khi là các bác về đi cả 5-2 năm trời nó không hư, nhưng mà các bác này xui lại đi được 1-2 ngày chạy nó bung ra đế ra đấy, nên các bác cũng đừng có mắng vốn nhá, đừng có mắng vốn mà nói em là shop bán hàng thế này thế kia. Thì em cũng là chỉ người đi nhập và bán lại thôi nhé, chứ không phải là bên em sản xuất và bên em làm giày, bên em cũng là chỉ là một cái nơi gọi là nhập của người ta về bán lại thôi, nhu cầu đấy, cung cầu đấy, nhiều khách người ta hỏi quá nên mới nhập về em bán, chứ thực ra bán giày thể thao này nó rủi ro rất cao, giá vốn nhập vô rất cao mà bán cái tỷ lệ cái hàng fix với lại hàng lỗi nó rất nhiều luôn, nên em cũng không dám nhập và về nhiều, trừ những nơi nào người ta bảo hành cho em là hàng chính hãng và hàng không lỗi thì em mới dám nhập các bác nhé. Rồi, đôi này các bác nào chốt thì mã C98 các bác nhé, size 40, em bán 485k. Đấy, các bác nào cảm thấy ok có thể chốt được đôi này về đi thì chốt các bác nhé. Rồi, giày em lúc nào cũng cho các bác là được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Đó, kiểm tra hàng trước khi nhận các bác nhé, kiểm tra hàng trước khi nhận. Hãy và yêu cầu bên em chỉ có cách một cách, nói chung là hơi phức tạp một xíu, đó là các bác mua hàng bên em thì các bác phải cọc giúp em 100k, 50-100k các bác nhé. Đó, tùy vô cái mặt hàng các bác nhé. Chứ em bán hàng si này thì mỗi đôi nó chỉ có một mẫu và mỗi mẫu nó chỉ có một size thôi, chứ nó không có đại trà đủ loại nhiều mẫu các bác nhé. Nên nhiều bác bảo ủa sao bán hàng bảo uy tín mà sao lúc nào bắt khách hàng cọc, dạ cọc. Nó có nhiều nguyên nhân lắm ạ. Thứ nhất vì cái đôi giày nó chỉ có một mình nó một mã một kiểu thôi. Đôi lúc một đôi giày này có 2-3 khách chốt đó, mà em lại không ai chịu cọc, hoặc là em sẽ ưu tiên ai cọc thôi. Còn các bác mà không chịu cọc thì chịu khó chốt đôi khác đó, em thật luôn. Chứ mua giày mua hàng mà các bác lúc nào cũng muốn mình kiểu như là mà không cọc như thế này thì em rất khó bán hàng luôn ạ. Tại vì phải hiểu cho cái cách bán hàng bên bọn em các bác nhé, chứ không phải là mang shop em ra so sánh với shop khác, bảo shop khác mua hàng tôi mua hàng cả chục triệu tôi cũng không cọc, thì từ đấy là không có rồi. Rồi, đôi này một đôi tiếp theo, một đôi Adidas các bác nhé, một đôi Adidas, một con đát này đó, con này là giày tennis các bác nhé, một con tennis. Đấy, các bác nào chơi tennis thì có thể chốt đôi này. Giày tennis thì nó rất mắc luôn, nhưng mà hôm nay em bán với giá các bác cũng rất chi là phải chăng nhé các bác nhé. Đó, kiểu dáng cũng cực kỳ đẹp, đế của nó đây các bác nhé. Đấy, dòng Adidas này, sau có chữ Adidas luôn, đây da lộn các bác nhé. Con này thì mã là C92 size 41, 385k các bác nhé, 385k. Các bác lưu ý nhé, ở trên đây nó ghi là thứ nhất là Made in China, và hôm nay em sẽ giải thích lại các bác nhé. Có nhiều bác mua giày dép hoặc là hàng bên em về, các cái bảo ủa sao lại sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, các bác thật sự là bây giờ mà thời buổi 4.0 rồi, các bác mua hàng mà các bác còn hỏi cái câu là tại sao nó lại sản xuất tại Trung Quốc, Made in China, là các bác
thật sự là các bác bị ấy rồi, người ta hay gọi là bị tụt hậu ấy, gọi là quê mùa đấy. Bây giờ nó thật sự là những cái mặt hàng mà đắt đỏ và thương hiệu trên thế giới đều có nhà máy ở Trung Quốc các bác nhé. Có nghĩa là cái công nghệ và cái vật liệu đó nó là của cái thương hiệu này, nhưng mà người ta đặt nhà máy ở Trung Quốc các bác nhé. Người ta sản xuất tại Trung Quốc, tại vì đặt ở Trung Quốc thì cái chi phí nhà máy sản xuất người ta và cái thuế người ta cực kỳ thấp, nên người ta đi ra qua nước ngoài, những cái nơi mà là Việt Nam rồi những nước châu Á chưa phát triển, hiểu không? Hoặc là có những cái mức thuế rất thấp đó, người ta sẽ đặt nhà máy, người ta sản xuất, giả dụ Samsung này, Apple này, rồi các nhà máy ô tô, các bác thấy không, người ta đặt đều đặt ở Trung Quốc và ở Việt Nam đấy. Các bác đừng có nghĩ là Make in Trung Quốc là hàng của Trung Quốc. Em nói thật, các bác có tiền các bác cũng không xài được hàng Trung Quốc, em nói thật luôn. Hàng Trung Quốc là chỉ người ta xài hàng chất lượng, chỉ có dân người ta xài được thôi. Còn cái hàng do nhu cầu các bác, hàng mình thích xài hàng rẻ mà lúc nào cũng bắt đòi hàng ngon thì Trung Quốc người ta sẽ đáp ứng nhu cầu của mình thôi, đúng không? Hàng rẻ người ta sẽ sản xuất hàng rẻ rồi các bác xài được vài hôm hư rồi các bác lại đổ tội và hàng Trung Quốc không ngon. Không phải mình ca ngợi hàng Trung Quốc đâu, nhưng mà cái gì đúng thì em sẽ nói đúng. Đó, nên nhiều bác đừng có hỏi vì sao. Một lần nữa bảo em ơi, đôi giày này bảo là hàng của Adidas, sao em thấy lại sản xuất tại Trung Quốc đấy, các bác lưu ý giúp em nhé. Đấy, em giải thích rất kỹ luôn rồi ạ. Con mã C92 size 41 em bán 385k các bác nhé, một đôi tennis nhé. Tại vì em cũng từ hồi em bán hàng cũng phải mấy năm rồi, cũng gặp rất nhiều khách đó, có nhiều khách người ta không hiểu, em đã giải thích rất nhiều nhưng mà họ lại không tin, họ không nghe, họ cứ bảo là em là bán hàng lừa đảo, bảo là hàng Nike mà sao anh thấy sản xuất Trung Quốc, mà giải thích mãi người ta cũng không chịu, bảo anh không lấy đâu, hàng Trung Quốc anh không lấy. Đấy, em chịu rồi đấy, thật sự là bán hàng mấy người đấy em cực kỳ mệt luôn. Bán cho những người hiểu thì rất dễ, nhưng mà bán cho những người không hiểu nó rất chi là mệt mỏi, và đâm ra lại có những lời qua tiếng lại nó không hay đó. Một con đế hơi tiếp theo các bác nhé, một con đế hơi con này được phối vải là da lộn các bác nhé. Đấy, da lộn màu đen này, nó có thương hiệu logo của Nike đó. Đế của nó đây các bác nhé. Đó, hai cái mảnh hơi hai bên góc này đó. Dòng màu đen các bác nhé, sau đây nó là dòng hai đế các bác nhé. Đấy, dòng hai đế rồi. Nói chung là hàng si thì nó cũng không tránh khỏi mấy cái này đâu các bác ơi. Đấy, mấy cái kiểu như là nó bị dăm lên này. Đấy, các bác thấy không? Thì hàng đã qua sử dụng rồi thì nó không còn được đâu, em nói thật luôn. Các bác mua được thì các bác mua nhé, chưa đến hồi các bác mua về các bác cứ chê này chê kia, bảo em ơi đôi này nó xấu thế, trên video mà không được sao lại trên đây nó xấu thế, thì em chịu đấy, trên video quay như sao thì hàng các bác nhận như thế đấy các bác nhé. Đây này, có những lỗi nào em báo lỗi luôn nhé các bác nhé, báo lỗi luôn trên video. Rồi, con này thích hợp cho các bác nào đi này, đi bộ, chạy bộ nó cực kỳ êm chân luôn, tại vì nó có hỗ trợ đế hơi các bác nhé. Đây là đế hơi này, hai cục hơi hai bên. Rồi con này mã là mã C90 các bác nhé, mã C90 size 41 em bán con này 385k thôi, 385k các bác nhé, bán để cho các bác trải nghiệm hàng si đó. Trải nghiệm hàng si các bác nhé, 385k C90. Rồi tiếp theo có một con Nike màu trắng, con này là dòng giày đánh gôn các bác nhé, dòng giày đánh gôn. Đây ạ, thì đế của nó thì em thấy nó cũng không còn được gai nhé các bác nhé. Thì đây, còn đôi chỗ nó bị gãy này, gãy cái gọi là cái gai ấy. Đó. Đây các bác nhé, dòng này nếu mà các bác mua mà giày đánh gôn nó cực kỳ mắc tiền. Các bác biết rồi, dân chơi gôn thì nói chung là toàn là dân đại gia. Đấy, đây các bác này. Đấy ạ, bên này nó bị mòn một bên rồi. Nên để mà mua một đôi này thì em nghĩ cũng phải mười mấy, 20 triệu là ít. Đó. Tại vì dòng giày đánh gôn nó cực kỳ mắc tiền, mà thứ hai nữa là thương hiệu của Nike các bác nhé. Dòng thương hiệu của Nike thì nó rất chi là mắc luôn. Đó, đôi này các bác nào cảm thấy hợp mắt. Đấy. Kể cả các bác không chơi gôn, các bác mua về đi vẫn được. Đấy, nó chẳng ảnh hưởng gì. Đôi khi nó còn chống trơn trượt cực tốt, bám đường rất tốt luôn. Đây, nó tại vì có mấy gai này này. Đó các bác nhá. Rồi, đôi này là mã C91 size 41 các bác nhá. Em bán con này 420 các bác nhá, 420. Đó, nhìn nó trắng đẹp như ngọc trinh thế này. Đó, các bác nhá. Đấy, các bác nào cảm thấy hợp mắt, cho dù các bác không chơi gôn, đi con này vẫn được nhá, tại vì nó cực kỳ là đẹp. Đó, các bác đi dưới đường thì không ai biết là các bác đôi giày gôn đâu. Mã C91 các bác nhé, size 41. Đấy, em bán này là 420. Trời ơi, nó đẹp, cực kỳ đẹp các bác nhé.
nhiều lúc người ta còn nghĩ bác cháu ông này ông có điều kiện ghê, mua đôi giày đánh gôn mà đi ngoài đường bình thường luôn. Đó. Giày đánh gôn này chỉ đi trong sân gôn thôi các bác nhé. Đấy, các bác mà có điều kiện, nhiều lúc người ta nghĩ các bác có điều kiện mua giày đánh gôn đi ngoài đường chơi vậy, chỉ dân chơi thôi nhé. Rồi. Chỉ có 420 thôi các bác nhá. C91 size 41. Đấy, giày em 3 ship bao lỗi các bác nhá. À, tất cả các dòng giày bên em bán thì em bán hàng si thì nó thật em bao cho các bác luôn là bao lỗi này, bao kiểm tra hàng rồi bao chính hãng rồi bao ship. Nói chung tới hàng các bác cứ kiểm tra giúp em nhá. Đấy, em lúc nào em khuyến cáo các bác nên kiểm tra hàng khi trước khi thanh toán nhá. Rồi khi các bác mà đã nhận hàng thành công, mọi vấn đề về khiếu nại, về lỗi, về anh đi chật hay là bị bung keo bung đế này thì thật sự là em rất khó giải quyết luôn, tại vì nó là dòng giày si. Em chỉ hỗ trợ và ok, nếu mà anh nào mà xui xui quá mua đôi này, giả như đôi này về đúng không, đi được 1-2 hôm nó bị bung đế hay. Đấy, giờ này em vừa nói là có luôn này, các bác thấy không, cái độ rủi ro nó cực kỳ cao đó. À, cái độ rủi ro nó cực kỳ cao, đôi này một đôi tennis luôn các bác nhé. Đó, đấy các bác thấy không, em vừa nói nó bị luôn này. Nên mua giày si các bác phải lưu ý nhá, lưu ý giúp em cực kỳ luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, giả dụ như bây giờ nó chưa bung này, em cầm trên tay nó chưa bung đúng không? Về các bác mà không kiểm tra rồi các bác đi một phát nó bung ra phát rồi. Và em ơi, bán giày đẻo. Thực ra giày không phải giày đẻo mà giày nó bị gọi là giày si, nó bị bung keo. Đó. Mấy đôi này thì thôi bỏ qua các bác nhé. Hoặc là các bác nào mà thích mua đôi này về dán keo lại đi vẫn ok, tại vì nó bị bung cái lớp gọi là cái lớp đế tennis này này. Đấy, về các bác dán lại đi, em vẫn bán cho các bác luôn 400k. Đấy, giảm cho bác 85.000 các bác đi dán đế. Còn không các bác để đôi này em, để em trả lại cho bên để bỏ hàng cho em. Đó, con này rất đẹp nha các bác nhé, nó cực đẹp đấy. Nếu mà mua con này dòng mới thì nó cực kỳ, nhất là dòng tennis này nó rất mắc luôn. Tennis cầu lông này dòng cực kỳ mắc này. Mã C83 các bác size 40. Như em nói luôn, các bác nào cảm thấy mua về có tay nghề hoặc là các thấp, bác nào thợ nó làm bên nghề giày ấy, dán được cái keo này thì đơn giản thôi. Đó, để các bác dán, còn không các bác không mua thì em sẽ trả lại. Đấy các bác nha. Đấy các bác thấy không ạ? Em nói là có, nói có sách mách có chứng luôn. Đấy, thấy chưa? Về các bác phải kiểm tra kỹ giúp em nhá. Đấy, chứ không đến hồi này bảo là em bán xúc đồ si, bán giày đẻo, bán giày lại vớ vẩn. Chưa đi đã bị bung đế. Đó. Rồi một đôi nát cốt nha các bác nhá. Một đôi nát cốt, con này là giày vải, nó hơi bẩn ở đây một xíu các bác nhá. Đấy, con này thì nó hơi bẩn đây một xíu này. Về các bác chịu khó giặt, con này là giày vải lát cốt các bác nhé. Đế của nó đây ạ. Đây, dòng lát cốt này là dòng vải. Đấy. Bên trong rất mềm luôn. Mã C84 các bác nhé. Size 40-40.5 đi được con này các bác nhé. Con này em bán 300k. Đó, 300k. Đấy, đây các bác này đi mấy con này thì em thật bao các bác luôn, không bị bung đế. Dòng lát cốt này đi cực kỳ bền luôn các bác nhé. Đây. Rất chắc luôn. Đấy, chắc cực kỳ các bác nhé, nó chắc lắm. Rồi, các bác nào chốt con này chốt nha. Cốt bao hàng hiệu nha các bác nhé, chuẩn 100%. Mã C84 size 40-40.5 đi vừa các bác nhé. Em bán 300k thôi, bao ship, hàng đã bao ship rồi các bác nhé. Rồi, tiếp theo một con đan này. Một con đan chạy bộ. Đấy, dòng chạy bộ các bác nhé. Con này màu trắng, trắng gọi là trắng xám xám một xíu chứ không phải trắng tinh đâu. Đấy, các bác nhìn trên video là hình như thế nào thì giày tới tay các bác nó sẽ như thế đấy nhá. Đó. Rồi. Đế của nó đây, tình trạng đế của nó. Đó. Em quay rõ cho các bác coi luôn này. Có nhiều con có tem tít ở bên trong nên em không có tiện nhá. Các bác về các bác có thể, hoặc là có những con nó bị mất tem. Như con này em chưa thấy tem này. Đây, tem của nó đây các bác nhá. Made in Việt Nam này. Đấy, các bác cùng đánh đồng bảo ủ xong. Giày Adidas lại sản xuất tại Việt Nam đấy, nhiều các bác đây, còn một bên mất tem một bên còn đấy, em quay sao có sao nó thế các bác luôn đó. Và em nói thật, các bác mà chơi hàng si các bác đừng có mơ tưởng đến nó bền như hàng mới nhá, không có đâu. Hàng nó đã qua sử dụng ít nhiều gì nó bị lỗi đó, nó không còn được bền và chắc như các bác mua ở store đâu nhá. Lưu ý giúp em, chứ các bác mà bỏ ra mấy trăm ngàn, 350 mà các bác đòi nó bền và nó đẹp như hàng mới thì không có bao giờ có đâu. Các bác chỉ ra mua hàng ngoài store thì được. Đấy, giá khoảng 3 triệu rưỡi 4 triệu đôi này. Con này mã là mã C82 các bác nhé, size 41, 350k. Bao ship các bác nhé, bao ship.
Đôi lúc em nói em bán hàng em nói hơi khó nghe một xíu nhưng đó là sự thật các bác nhé. Đó, em phải em nói để hoa mỹ để các bác mua hàng. Đó, đến hồi mà về nhận cái hàng của bác nó không được như ý các bác mong muốn. Đó, nhiều lúc em cũng mua hàng em biết mà. Mua hàng ở nhiều shop người ta hot hay quá, mình cứ nghĩ là ui giời. Ngon đấy, mùa ngon ngon như về nhìn đôi giày nó không ra gì, ra không ra hệ thống gì hoặc cái mặt hàng ở đó. Tự nhiên mình mất cái niềm tin trong đấy. Đúng không ạ? Em là riêng em giày có sao em nói thế luôn, các bác chơi hàng si là các bác phải chịu cái sự rủi ro của nó cực kỳ cao luôn đấy. Không phải 50-50 mà có thể 60-40 luôn. Thứ nhất về hàng nhái không chuẩn này. Thứ hai nữa là hàng nó bị lỗi. Đấy, với lại thứ ba nữa là nói chung là các bác đi về nó không được bền đâu. Em nói thật. Nó không được bền đâu. Đấy, có thể là các bác đi được 1-2 hôm nó tung cha thì đấy ra rồi các bác quay sang mắng em nó không có đâu các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý giúp em. Đấy, em dặn trước các bác vậy. Đấy, còn giày thì em vẫn bao lỗ cho các bác là chuẩn hãng này. Đấy, giày tới tay các bác là không lỗi này. Đấy, các bác mà kiểm tra lỗi thì các bác quay đầu lại giúp em. Đấy, các bác muốn đổi mua đôi khác bên em sẽ đổi. Còn các bác mà không muốn mua hàng nữa, em trả lại tiền cọc cho các bác nếu mà lỗi của bên em nhé. Còn lỗi của các bác thì các bác phải chịu tiền cọc hỗ trợ giúp em tiền ship nha. Đấy, em nói trước luôn. Rồi, một đôi Undermore này. Đấy, con này hàng Undermore. Đấy, lòng lót của nó bên trong đây các bác nhé. Con này sản xuất tại Việt Nam luôn các bác nhé, sản xuất tại Việt Nam này. À, dòng này thì nó cũng phối vải lưới ở bên ngoài các bác nhé. Đây vải lưới các bác nhìn đâu. Màu xám các bác nhé, màu xám xi măng. Đó, một đôi giày nó cũng nhìn nó rất chi là mát mát luôn. Đó. Đây ạ. Và có những con là gọi là những mẫu gọi là mẫu cũ, mẫu nó khoảng có nhiều bác săn giày gọi là cái mẫu những mẫu mà từ năm 2015 đến nay hoặc là những đôi mà kiểu cổ cổ á. Đó, có những cũng có nhiều bác là thích chơi giày cổ đấy thì chỉ có hàng si có thôi chứ bây giờ mà hàng mẫu mới thì ít khi có lắm, giống như cái mẫu này em nghĩ chắc nó cũng phải mẫu của nó cũng phải mấy năm rồi. Rồi con này Undermore các bác nhé, đằng sau đây ạ. Mã là mã C71 size 41.5 các bác nhé. Con này em bán 450 ạ. 450 các bác nhé, 450. Đây ạ, 450. Rồi, có một con Gucci Tennis 1977 các bác nhé, này, tem của nó này. À, con này em bao các bác là chuẩn hãng nhé các bác nhé, bao chuẩn hãng luôn. À, cái nhược điểm của con này là có nghĩa là con này nó bị mất một bên lót nhé các bác nhé. Đấy, các bác mua về các bác có thể thay cái miếng lót khác hoặc các bác có thể đi để như vậy đi cũng được. Đây, cái miếng lót bên này của nó đây các bác nhé, đây, miếng lót của nó đây. Đó, lót lông ở dưới nó có này. Tennis 1977 Gucci. Con này bị mất lót một bên rồi các bác nhé. Đó. Đấy, giày si nhiều lúc nó vậy các bác, nó không được hoàn chỉnh đâu. À, con này em bảo hành như các bác là chuẩn hãng 100% các bác nhé. Đấy, các bác yên tâm để các bác mua. Con này một con cổ lỡ. Đó. Thì nó phối 1 màu, 2 màu, 3 màu, 4 màu, 5 màu. Đấy. Nó 5 màu luôn, ở trong thì màu nữa này. Đó. 6 7 màu luôn, nó gọi là bảy sắc cầu vồng luôn đấy. Đấy, tem của nó đây cực kỳ đẹp các bác nhé. Này. Gucci Tennis 1977. À, con này đế của nó đây, hiện trạng đế của nó đây. Mấy cái đen đen này có nghĩa là người ta hút thuốc ấy, xong người ta dai tàn thuốc, người ta hút xong người ta vứt xuống người ta dai tàn thuốc á. Nên nó sẽ có tình trạng đen đen và cháy cháy về các bác nhé. Đó, giày thì có sao em nó quay rõ chi tiết cho các bác vậy mà. Gucci Made in Italy này, đó. Bên trong của nó như thế nào em quay các bác luôn. Đó, con này em nói trước là con này nó bị mất một bên lót nha. Mất một bên lót rồi. Đó, Gucci Tennis 1977 con này còn này, còn một tem lót này. Đó. Đấy, dòng này thì ở giày hiệu thường thường là mấy đôi này ở trên hội nhóm người ta bán 1 triệu mấy đến 2 triệu các bác nhé. Em nói khoác đầu một đôi Gucci thế này mà bên em bán các bác này giá chỉ có 850 thôi. Con này mà mã C76 size 40 các bác nhé, C76 size 40. Tình trạng của nó còn rất ok nhé. Đấy. Riêng mấy dòng này thì các bác hỏi phải lo rồi, không bị bung đế tại vì nó được khâu viền xung quanh rồi. Đấy, khâu đường chỉ viền xung quanh các bác nhé. Nên đi thì các bác yên tâm. Đấy, một đôi Gucci nếu mà mua mới thì cũng cực kỳ chát. Đó, giá em bán thật sự là chưa đến 1/10 của nó đâu. Mã C76 các bác nhé, size 40 em bán 850. Đó, hầu như một kiện giày em chỉ có 1 đến 2 đôi như vậy thôi. Đó, các bác phải biết là những đôi em bán dài lưng ra mới bù lỗ được một cái kiện giày si, chứ không phải các bác nghĩ là giày si là bán hàng si là lời nhiều đâu, không có đâu ạ. Các bác cứ đừng hiểu lầm nhé.
một kiện giày 100 đôi thì em thật sự mất cả 20 đến 30 đôi là giày lỗi rồi. Tuy là người ta cho mình trả hàng nhưng mà đợi cái hàng người ta trả đi trả về mất 2 tuần trời rồi. Đó, giày của mình nhiều lúc về còn không được như ý nữa cơ. Đó, nhiều lúc còn hàng fake, hàng hút nữa. Đó. Rồi. À, một đôi này. Đấy, cái dòng logo chữ S này các bác biết rồi, cũng cực kỳ nổi tiếng nhé. Con này thì nhìn rất đẹp các bác nhé. Nó đẹp lắm luôn đấy. Đó, các bác nhìn cái đôi giày các bác tự đánh giá nhé. Chứ không phải là em nói đẹp để các bác mua đâu. Đấy, độ mới cao. Đế nghiếc còn đẹp. Đấy. Còn rất ok luôn các bác nhé. Đây. Đấy, lòng nót đế của nó rất ok luôn. Bên trong của nó đây. Đi con này cực kỳ sướng chân các bác nhé. Êm chân lắm. Các bác đi mấy con này nó thật sự là nhiều lúc các bác nào có điều kiện mua con này về chạy bộ hoặc đi bộ. Còn các bác nào không có điều kiện thì em nghĩ là mua con này về mình để đi chơi thôi. Đó, đi chơi nó rất đẹp. Đó. Sang trọng lịch sự, cực kỳ đẹp. Đó. Giày có sao em nói thế nhá, đôi nào đẹp em sẽ nói đẹp. Đấy, đây này. Rất ok luôn các bác nhé. Rồi, con này mã C88 các bác nhé. C88 size 41, em bán con này 485k. Đó, rất đẹp các bác nhé. Đấy, đẹp cực kỳ luôn. Rồi, có một con nai tên lửa. Một con nai tên lửa các bác nhé. Nai tên lửa. Con này màu xám luôn các bác nhé. Màu đấy, cái màu của nó chuẩn như trên video luôn các bác nhé. À, con này nai tên lửa các bác nhé. Đó, đây này sau của nó này. Cũng rất chi là đẹp. Đấy, con này size này size 43 luôn các bác nhé. Đế của nó đây các bác nhé. Đấy, dòng đế của nó đây. Con này là size 43 hơi to một xíu dành cho các bác nào size chân 43, 425 đi được các bác nhé. Mã là C85 này. Size 43 em bán con này 385k. À, vì sao nó rẻ hơn? Tại vì cái dòng này là dòng chạy bộ. Thứ hai nữa là em nhìn nó không còn được mới cho lắm này. Đấy, nó các bác thấy là nó hơi hơi bẩn bẩn thế này mà. Nhìn nó không ưng mắt ấy. Nói chung con nào không ưng mắt em sẽ bán rẻ cho các bác luôn. Tại vì mình đã không ưng mắt thì đến mắt khách hàng chắc người ta cũng không ưng. Đó, em nói thật luôn. Chứ nhiều lúc mà các bác cứ thấy không ưng mắt mà còn cố tình bán thì nhiều lúc tới khách người ta hơi hụt hẫng một xíu. Nên em nói luôn trong video để các bác đỡ phải hụt hẫng nhá. Nhìn trên video có thể nó không rõ những cái khuyết điểm bằng cái mắt thật của mình nhá. Giống như chỗ này các bác thấy không ạ? Đấy, nó hơi vàng vàng một xíu. Nhưng mà ở ngoài thì nó vàng đậm hơn một xíu. Nhưng mà trên video thì thấy nó bình thường, đúng không? Cái hồi các bác nhận hàng đó, ôi giời, cái này nó bị bẩn cái này kia mà bán giá cao thì nhiều lúc cũng không hợp lắm, đúng không? Nói chung mình không hợp mắt thì mình khách hàng mắt khách hàng cũng không hợp, nên em đánh giá nó cực kỳ là rẻ. Con này là dòng chạy bộ cực kỳ chất lắm nhé. Chạy bộ đi chơi đều được, nói chung là tùy vô cái sở thích mục đích của các bác mua giày thôi. Đó. Giày đa hệ mà, đi chơi đi làm đều được các bác nhé. Mã C85 size 43 em bán 385k, giày bao gồm phí ship được các bác nhé. Bao đồng kiểm cho các bác luôn. Rồi, có một con nai đen đế hơi các bác ơi. Con này nai đen đế hơi. Đấy, dòng này em xem coi tem cốt chi không. Thường thường là mấy giày tem nó còn nhưng mà nó bị nằm ở đâu ấy. Nếu lúc em tìm thường thường nằm ở hông này. Con này bị mất tem rồi các bác này. Đấy, các bác thấy không? Mất tem rồi. Hai con đều mất tem luôn. Đấy, các bác nào mà cảm thấy tin tưởng shop thì mua nhé, chứ còn đến hồi mà các bác lại không hiểu về giày, các bác mua về các bác mà ui giời, giày này giày nhái thế này giày kia thấy không? Các bác lên mạng các bác tra thì trên mạng nó vô vàn cái kiến thức nữa các bác ơi. Đấy, nói chung là em đã bao các bác là giày chính hãng. Đấy, nói chung là các bác nào hiểu về giày thì các bác mua thôi. Còn em sợ nhất là bán cho các bác nào mà không biết về giày mà cứ về thấy người kia bảo đôi này không phải chính hãng rồi. Đấy, em bán áo da rất nhiều luôn. Thì em mang cái đôi cái chiếc áo da của em mang ra đi hỏi thợ và đi mang đây đánh si thợ bảo ui này giả da. Này về các bác lại bảo ui sao em bán hàng giả da, em bảo bây giờ anh mang điện thoại ra em đối chất với cái ông đấy hỏi bán hàng giả da như thế nào, hàng giả da nó sao và hàng da thật như nào, mang ra đâu trả lời được đâu, bảo hàng còn có ông bảo hàng da thật là da ngấm nước, rồi da thật người ta bị ngấm nước, da BU không ngấm nước các bác nhá. Đấy, ba ông thợ tào lao các bác, thật sự là mình đừng có hỏi mấy ông thợ mà người ta kiến thức người ta không có tới nơi các bác nhé. Đến hồi các bác về các bác lại chưa gì, các bác lại tìm hiểu, các bác lại nói bên em là bán hàng giả da là chết, bên em chỉ có bán hàng thứ nhất hàng da thật 100%, còn những hàng nào bên em bán hàng giả da em sẽ nói là hàng giả da các bác nhé, chứ không phải là hàng giả da mà em nói hàng da thật đâu. Bên em lúc nào bán hàng da thật đó, nhưng mà có lúc có những mặt hàng mà hàng giả da bên em sẽ báo là hàng giả da cho các bác biết luôn đó. Rồi, một đôi nai màu đen các bác nhé, đế hơi.
Con này mã là mã C72 các bác nhé, size 41, em bán con này 450 ạ. 450 nó cực kỳ đẹp các bác nhé. Giày nó rất ok luôn. Để mà sở hữu 450 thì một đôi giày hàng si thương hiệu Nike rất nổi tiếng thế này thì các bác cứ thử trải nghiệm coi, mua một đôi giày si về đi, hoặc là các bác nào đã chơi giày si và các bác hiểu các bác sẽ mua. Còn các bác nào mà chưa trải nghiệm hàng si hoặc là đang tìm kiếm cho mình một đôi hàng hiệu nhưng mà mình chưa có điều kiện đấy, nó rẻ rẻ thì các bác cứ mua để trải nghiệm thôi. Còn nói về độ bền thì nhiều lúc em không dám nhé các bác nhé, không dám bảo đảm bảo hành cho các bác đâu. Hàng em bán hàng si không bao giờ có ai trên thị trường Việt Nam này bảo hành cho các bác được đó, chỉ có hàng mới người ta dám bảo hành, nhưng hàng si không ai dám bảo hành cho các bác nhé. Rồi con này mã C72 size 41 em bán con này 450 các bác nhé. Em chỉ bảo hành lỗi cho các bác thôi, đúng không? Bảo hành lỗi và bảo hành sai cho các bác thôi. Khi các bác mà nhận hàng các bác bị lỗi, kiểm tra bị lỗi thì em có thể đổi đôi khác, hoặc các bác không mua thì em có thể trả tiền cọc cho các bác. Đấy, hoặc là các bác mà đi không vừa hay đi chật thì các bác có thể hoàn về em đổi đôi khác. Đó, em chỉ bảo hành vậy thôi các bác nhé. Chứ còn bảo em mà bảo hành về chất lượng là không, bên em không bảo hành về chất lượng. Em chỉ bảo hành về chuẩn hãng này. Đó, hàng không lỗi. Đó. Các bác lưu ý giúp em nhé. Em nói hơi dài dòng nhưng nó là thực tế. Những cái câu nói câu từ của em trên video đấy là những cái gì mà em muốn truyền tải đến các bác có hiểu về hàng si. Đó. Đến hồi mà có vào cặp vấn đề thì nó đỡ phải nói qua nói lại cho mất lòng nhau các bác nhé. Đấy, sự thật nó hay mất lòng trước nhưng mà được lòng sau. Rồi con này một con Puma tiếp theo. Một con Puma các bác nhé. Dòng Puma. Đấy, dòng Puma. Đó. Con này thì đã được người ta thay lót rồi các bác nhé. Đó. Theo em biết thì nó là cái lót của nó được thay mới rồi này. Đó. Thay lót rồi các bác nhé. Nên các bác mua về các bác đi thôi. Đấy, tại vì nó là hàng si mà nhiều lúc cái lót của nó bẩn bị mục ấy, người ta phải thay, nó bỏ đâu cho sạch sẽ, các bác mua về các bác đi thôi. Đó, đế của nó đây các bác nhé. Rồi con này Puma mã C78 size 43 em bán con này 485k các bác nhé. 485k. Hàng Puma các bác nhé, màu xanh đen. Đó, màu xanh đen các bác nhé, màu xanh đen. À, size 43 các bác nhé, mã C78 485k. Em biết em nói giày, em chia sẻ về giày si như vậy, các bác chắc cũng có nhiều bác sợ không dám mua, nhưng mà em phải nói thôi. Đấy, em biết là nói cho hay, đến hồi mà bán hàng không ra gì thì đến hồi cũng mất khách rồi. Chứ đấy, em nói sự thật để các bác nào mà cảm thấy mua được thì chơi. Chứ đến hồi mà nói không đúng sự thật mà các bác mua một lần hai lần, đến hồi các bác lại không mua của em nữa. Rồi các bác lại gọi là lúc đấy em lại mang tiếng là hàng bán hàng không chuẩn thế này thế kia. Đó. Em biết là em nói như thế sẽ có nhiều bác không mua, tại vì biết là cái sự thật của nó rồi. Tại vì lâu nay nhiều người bán hàng si, người ta không nói rõ chân tướng cho các bác mua như vậy đâu. Đó. Giày si nó cực kỳ là mạo hiểm. Mua nó chung các bác mua giày si này, này, cái độ rủi ro nó rất cao về lỗi nhé. Các bác đi được 1-2 ngày biết đâu nó bung rồi. Đó. Rồi thêm một đôi Kappa rất đẹp các bác nhé, màu đen. Đấy, các bác nhìn thêm video nó rất đẹp nhé. Cổ dáng nó cực kỳ là chất lượng luôn. Đó. Con này em nghĩ là một con đánh gôn này. Đó. Gai của nó đây các bác nhé. Một con giày đánh gôn dành cho nữ hoặc là chân các bác nam mà chân nhỏ. Đó, giày đánh gôn các bác nhé. Đó. Đôi Kappa các bác nhé. Dòng Kappa. Đó, có hình người ngồi dựa lưng cho nhau này. Đó. Nó rất đẹp nhé. Nó nổi bật là cái chi tiết này các bác này. Thấy không? Nổi bật là cái chi tiết của đôi giày. Nhìn đôi giày nó rất chất vào đằng sau cái đế của nó này. Đó các bác nhé. À, khi các bác đi ra đường người ta biết là các bác đi giày gì rồi. Đó, giày đánh gôn, dân sành điệu người ta nhìn xoáng qua biết là giày dành cho cái gì, là mục đích gì để các bác nhé. Đây, một đôi đánh gôn Kappa các bác nhé. Rồi con này các bác nào mà chân 39 hoặc là có thể là 385 đi được con này các bác nhé. Mã là mã C77 size 39 em bán con này 485k. Đó, 485k các bác nhé, 485k. Đó, một đôi giày nó cực kỳ là đẹp mắt. Còn độ bền thì em không dám cam kết nha các bác nhé, đó là giày si rồi. Đấy, nhưng mà nó được cái là giày hiệu các bác nhé. Khi các bác đi ra mấy con này mà người ta nhìn thấy cái logo này, người ta biết là các bác chơi hàng hiệu rồi. Mã C77 các bác nhé, size 39, 485k. Rồi có một con này chỉ rất đẹp các bác nhé. Con này dòng đế kép hai đế rồi. Đế kép hai đế các bác nhé. Em hay gọi là đế kép đấy. Dòng đế đôi đấy. Đó, rất đẹp nha các bác nhé. Đấy, nó nổi bật của cái đôi giày này đó, thứ nhất là cái dòng da lộn này, thứ hai là cái
cái vải lưới màu xanh nõn chuối này các bác nhé. Đó. Và đằng sau của nó được phối với lớp da màu vàng. Đấy, các bác nhìn nó một đôi giày nó rất nổi bật luôn. Đấy, nổi bật thứ hai tiếp theo của nó là dòng hai đế các bác nhé. Có thể này, các bác thấy không? Nó giống như là các bác thấy cái đôi dép gỗ của Nhật Bản đúng không ạ? Dép gỗ của người Nhật Bản nó gần gần giống như vậy này. Đấy. Đó, nó chìa ra cái gót này. Đó, nhìn nó đi, nhìn đôi giày nó chất chi là nó cầu kỳ. Đó. Giống như mình đang đi hai đôi giày lồng vào nhau ấy, các bác cứ tưởng tượng là như thế. Đó, tại vì nó dòng hai đế này các bác. Giống đi hai đôi giày lồng vào nhau này đó, hai thương hiệu luôn. Rồi con này nhìn rất đẹp các bác nhé. Tem cốt thì con này ở đây. Sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Đấy. Theo bản quyền của Chine mẹo như này. À, các bác lưu ý nhá, có nhiều cái tem người ta ghi là size 41 nhưng mà bên em lại ghi là 40, nên các bác phải hiểu là giày này người ta đã qua xử lý, giả dụ như người ta về người ta giặt hoặc người ta hấp hoặc người ta gì đó, người ta làm cho đôi giày mới đẹp lên, thì trong quá trình đó thì cái chất liệu của nó sẽ bị co lại các bác nhé, co lại nên nhiều lúc nó không còn chuẩn như cái size ban đầu của nó đâu. Có những đôi còn chuẩn nhưng mà có những đôi size không còn chuẩn. Như đôi này là size 41 nhưng thực chất là các bác nào mà chân 41 đi con này thì nó hơi chật, hơi bị kích chân. Đấy, kích chân các bác nhé. Nên em chỉ ghi là 40 thôi. Đấy, các bác nào chân 40 thì đi con này rất thoải mái. Và các bác lưu ý nha, chân 41 thì đi con này nó hơi bị kích chân. Đấy, tem của nó ghi vậy thôi nhưng mà thực chất của nó là chỉ là size 40 thôi các bác nhé. Đấy, nó bị co rút lại ấy. Đó, rất đẹp các bác nhé. Rồi. À, con này là mã C87 size 40, em bán con này 485k, giá đã bao gồm phí ship các bác nhé, giá đã bao gồm phí ship. Tiếp theo cũng là dòng đấy. Đấy, nhưng mà màu khác hơn, con này thì đế nhìn nó hầm hố hơn. Đấy, giống như là dòng hai đế, nó mượn đế. Đấy, các bác xem kiểu cách của nó này. Đấy, nó mượn đế, giống như là em gọi là dòng đế kép hai đế đấy. Giống như là đi hai đôi giày trong một mình, giống in lập hai đôi lại một nhau với nhau. Con này rất đẹp các bác nhé, nếu mà mua mới con này em nghĩ chắc cũng mắc tiền đấy. Lợi, dòng Nike các bác nhé, đế của nó đây ạ. Rồi đây đó, ở đây nó phối với da lộn các bác nhé, da lộn này đó, ở trên đây còn lưới này. Đi con này rất được thoáng chân luôn, mát chân thoáng chân. Đó, các bác có thể nhìn thấy ra bên ngoài luôn. Đó, đây là lưới của nó đây này. Đó, các bác thấy không? Đi có thể mát chân lắm nhé. Đó, con này em không thấy tem cốt ở đâu. Tem cốt của nó thông thường là nhiều hàng người ta về tem cốt người ta mới thấy người ta nó bị mờ hay gì đó, người ta cắt đi. Đó, nói chung là nó không còn được có tem cốt nữa. Rồi con này các bác nào cảm thấy mua được con này đi thì mua các bác nhé. Mã C75 size 38, em bán con này 485k luôn các bác nhé, 485k. Đấy, con kiểu cách của nó vậy nhé, đi rất sướng chân luôn. Đi mấy dòng này thì nó cực kỳ là vip rồi, nếu mà nói về mua độ mới của nó thì rất chi là kinh khủng, mắc cực kỳ. Tiếp theo một con đế bằng. Đấy, một con đế bằng dòng này thì các bác ở ngoài miền Bắc cực kỳ chuộng luôn. Em biết sao chứ ở ngoài miền Bắc các bác thích cái dòng đế bằng này em nhé. Riêng dòng đế bằng em bán hàng xưa nay em biết rồi, giống như cứ một nơi có một cái kiểu người ta đi ăn mặc cái gu thời trang khác nhau ấy. Dòng đế bằng này thật sự là ở ngoài Bắc bán cực kỳ chạy, tất cả hầu như em thấy tất cả các bác ngoài miền Bắc đều thích cái dòng đế bằng này. Thì hôm nay em có một đôi Nike này. Đấy, Nike đế bằng các bác, độ mới cực kỳ cao luôn, da thật các bác nhé. Đấy, full da thật luôn các bác nhé. Bên trong các bác thấy này, đấy, tem code của nó này. Gì Âu Việt Nam Mắc in Thái Lan gì đó, Việt Nam Mắc in Việt Nam đó nè. Đó, tem đây, một tem đây này. Size 43 nhưng mà thực chất nó chỉ là 41 thôi nhé. Đấy, như em giải thích rồi, giày người ta qua xử lý nó co rút lại rất nhiều luôn. Đây ạ, rất đẹp các bác nhé. Toàn bộ là da hết các bác nhé, toàn bộ cái này là da hết nhé. Nó là dòng đế bằng. Đấy, đế của nó đây các bác nhé, đế của nó đây. Rồi các bác nào mà thích đế, cái dòng đế bằng này có thể chốt con này nhé. Con này mã là C86 size 41, em bán con này 485k. 485k các bác nhé, 485k. Rồi cũng một con Nike đế bằng tiếp theo. Đấy, con Nike đế bằng các bác nhé. Con này em nghĩ cũng là giày gôn này, cũng là dòng giày gôn các bác nhé. Đấy, màu trắng sữa, phối với da lộn này.
Đấy, phố da lộn các bác nhìn đã rất đẹp, nhìn nó rất chi là mát mắt luôn. Nhìn, cho các bác nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn chéo, nhìn bên hông rồi nhìn đằng sau này. Đó. Dòng giày gôn các bác nhá, Nike. À, con này mã C74 các bác nhá, size 41, em bán con này 485k thôi, 485k các bác nhá. Rồi, có một con đát đẹp này các bác này, có một con đát đẹp nhá. Một con đát màu đen, đế trắng. Đấy, đế trắng cũng rất đẹp nhá, làm đát nhá các bác nhá. Bên trong thì còn mới y nguyên luôn. Đấy, bên trong lòng nót quản lý mấy con này cực kỳ là xuống chân. Made in China các bác nhá, con này Made in China, sản xuất tại Trung Quốc nhá. Rồi, đế của nó đây ạ. Đấy, các bác nhìn thấy không? Dưới có logo của Adidas này. Rồi, con này dành các bác nào mà thích đi chạy bộ, tập gym, tập thể dục, tập gym buổi sáng đều được, đi chơi, đi làm đều được, ok hết. Dòng này dòng đắt các bác nhá. Mã C79 size 42 em bán 485k luôn, 485k nhé. Rồi, có một con Reebok. Con này siêu đẹp này các bác ơi. Reebok siêu đẹp, phun da các bác nhá. Phun da thật các bác nhá. Đấy, Reebok màu trắng phối với hai sọc đỏ. Đó, nhìn nó rất đẹp luôn nhá. Reebok phun da các bác nhá. Phun da này. Nó có hai cái logo mà giống như của dòng Tiger các bác thấy không? Đây này, đấy cái logo của nó. Đằng sau của nó các bác này. Mới con này mới cực kỳ luôn các bác nhá. Đấy, mới rất mới luôn. Đấy, bên trong lòng nót của nó đây. Đấy, Reebok này. Một bên mất, một bên nói chung là một cái logo bên này bị mờ này, bị mất rồi này. Một bên còn này. Reebok phun da thật các bác nhá. Đây da các bác này, chiêm nghiệm các bác nhìn cái sớ da luôn. Reebok. Đấy, đế bằng luôn các bác nhá. Rất đẹp luôn. Các bác nào mà chân nhỏ thon thon đi con này cực kỳ là đã luôn này. Rất sang. Rồi, con này là size 39 thôi các bác nhá. Các bác nam mà hoặc là các bác nữ nào mà chân nhỏ nhỏ 39 đi được con này. Mã C80 size 39, 485k. Rồi, mấy dòng cuối, mấy đôi cuối toàn là đế bằng luôn. Thêm một con đế bằng nữa các bác này, một con Nike đế bằng. Đế của nó đây. Phun da các bác nhá. Đây da lộn này, đây là da của nó này, phun da thật các bác nhá. Đó. Đây, của nó đây. Đó. Bên trong của nó đây các bác nhá. Nót, lòng nót của nó đây. Đó. Rồi, con này mã C81 các bác nhá, size 42 bán 485k luôn. Sau đế của nó, sau gót của nó đây. Dòng đế bằng các bác nhá, dòng đế bằng. Con này size 42 này. Đó. Đẹp không các bác? Rất ok nhá. Đôi cuối cùng cũng là đôi rẻ nhất trong video, em nghĩ là cũng là đôi rẻ nhất trong video ngày hôm nay, một con Ultra Boost của dòng Adidas các bác nhé. Đó, con này cái đế của nó hơi bị gọi là đế, nó gọi là đế xốp các bác nhé, nó là đế xốp. Các bác thấy nó vàng vàng không, nó hơi bị úa vàng rồi nhé. Đấy, nhìn nó không còn được mới đẹp mắt nữa, nên em bán rẻ các bác 300k. Con này siêu nhẹ nha các bác, nào chạy bộ và tập thể dục buổi sáng đi, con này cực kỳ xuống chân. Thứ nhất nó có nhẹ, thứ hai nó đi êm chân này. Đó, mình đi giống như không đi ấy. Đấy, dòng này dòng cổ chun các bác nhé, dòng cổ chun này. Đấy, các bác thấy không, tem cốt của nó bị mờ hết rồi này. Đó. Đấy. Rồi, con này dành các bác nào mà cảm thấy mà mua về thì giá tiền 300.000 để cho mình có một đôi chạy thể dục buổi sáng thì thích hợp này. Mã C73 các bác nhé, size 37.5, em bán con này 300k. Đôi này em nghĩ là các bác mua về tặng cho bà xã mình đi. Đó, tặng bà xã mình, hai vợ chồng buổi sáng đi tập thể dục. Con này size có 37.5 thôi. Đó. Rất nhiều bác nữ size 37.5. Rồi, chỉ có 300k thôi bác nhé. 300k. Cuối trong video ngày hôm nay rồi thì em cũng cảm ơn tất cả các bác theo dõi video của em. Đấy, các bác nào chốt hàng thì có thể gọi trực tiếp qua số điện thoại này hoặc là Zalo. Để tiện nhất thì gọi, các bác gọi qua Zalo nhé. Nhiều lúc các bác gọi máy bên em không có nghe máy hoặc là nhắn tin bên em chưa kịp trả lời thì các bác có thể đợi em rep và trả lời các bác từ nhé. Tại vì nhiều lúc bên em còn nghỉ trưa nằm dày và đóng hàng cho khách, rồi nghỉ tối nữa. Nên nhiều lúc các bác nhắn tin muộn hoặc nhắn tin giữa giờ trưa, gọi giữa giờ trưa thì bên em không trả lời kịp đó, thì bên em sẽ trả lời sau nhé các bác nhé. Rồi, xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào video lần sau.